Nó bỏ rồi. Rồi. Bỏ là đúng bài bố mình liêng cái này. Đẩy trôi cho thằng này này, 8 điểm nha, thằng này trôi. 8 điểm á, thằng này 8 điểm bỏ. Tao bỏ. Đẩy 10 triệu thằng này bỏ rồi chứ. Bảy như tiền giả, giả bỏ đi. Một triệu, một triệu, hai triệu. Có gì mà nó bắt lại mình lại. 9 10 đi nha. Rồi đánh đi, đánh ra đi. Đấy. Cân. Cân à? Bỏ. Cân thì tao bỏ bán anh. 1 triệu, 2 triệu cân. Cân à? 5 triệu. Còn 3 triệu. Còn bao nhiêu? Bắt luôn. Còn 3 triệu. 3 triệu á? Ờ. Thằng này đánh mấy cây đấy? 3 triệu cân thêm 2 triệu nữa. À thế ăn đi. Ôi xời, ông 9 caro quá. 9 caro à? Thằng đéo nhìn ra nhờ. Ăn đi. Tao 7 tao còn bỏ nè. Thêm mà thêm thằng này không để ý thằng bên này. À, mình mất đống tiền này, còn 50, 100 này. 1 triệu này. 500 nữa, ok, phần tiền đúng không? 1 triệu. Đủ chưa? Đủ rồi. Ông vào bốc bốc mẹ đi. Đấy. Ui giời. Có 5 triệu không? Dạ. Đá đấm triệu làm gì? Thôi ông là 2 triệu đi. Các ông đánh là tập trung đấy ở trong đi hổ. Tập trung đấy ở trong đi, đá với cả đấm. Tao đang nặng đây này. Mấy triệu là cân? 2 triệu. 2 triệu bài này bỏ rồi. 2 còn 2. Bài này bỏ. Sao mày dám lấy tiền của tao để đánh? Cứ đánh, nó chung còn 2, 4 nó đánh tiền nó, 4 nó chung. Cho mày nốt 4 triệu luôn. 1, 2, 3. Bỏ. 4. Cân. Cân liêng, liêng cơ mày hốc không? Cái gì? Liêng đồng hoa. Úi, cộng lại cũng chỉ có 9 điểm thôi, đây không có điểm đâu. GQK nhá. GQK. Đưa lại đây 4 triệu nữa cơ. Chậm 4 triệu cho nó đỏ đang đen. À 2 triệu, à 4 triệu đi. 4 triệu, chậm 4 triệu cho nó đỏ. Chậm, GQK cơ à? Mình mẹ không có điểm. Tại mày to mồm nhất, nó không dám vào này. 4 điểm bài đi vào đánh ai? Đấy. Chia đi. Đồng hoa không ăn được nó, nó lại lên GQK. Không sao được. Cân. Cân cơ. Thằng nào, thằng nào cân đấy? Mày vào tao cho mày. Một. Thằng nào cân? Tôi cân rồi. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, còn 4. Bỏ. Còn 4. Bỏ mẹ thôi. Xem bắt quay cái nào. 2, 3, 4 cân. 5 điểm. Đi. 5 điểm. 5 điểm thì tính toán đeo gì đây này. 9 cái này. 5 điểm. Không về xuống đây. Toán gì? Ui ông ném bài. À, có liêng quan định nhiều bằng nó đấy. 1 triệu này, 2 triệu này. Liêng ăn theo nhiều bằng tao được. Ờ, nó này phải cấy rồi. Toán này phải cấy. Cấy đi. Không cấy thì không được. Cấy lấy hên rồi. Chưa. Bỏ đánh không? Đi. Bỏ đúng không? Bỏ cái đi 10 triệu đi. Bỏ. Đấy, cân 2 này. Thêm 10. 2, 3. Mẹ nó cái gì mà? 5. Có cái mẹ gì bên mà nó bắt nó này này nhỉ? 6, 7, 8, 9, 10. Tao thêm cho mày 5 triệu nữa. Lên đi. Mấy điểm? 4 điểm. 4 điểm bài á? 4 điểm mới ăn sao được bài 3 hàng năm này mày cái đúng rồi đấy. Còn bị cái gì nhỉ? Nó phải đánh như kiểu nhìn thấy bài ấy. Nhìn thấy cái gì nó 4 điểm nó đánh như thế thì ai mà đỡ được nó. Ui giời các ông sắp bài không đánh được thì bỏ úp gọn một nọc về. Tiền mã đây các ông gọn vào nào. Vào đi. Việc 1 triệu. Đây, ông nào cắt cắt đi. Cắt luôn cái này. Không cần. Bài nó gặp hàng phát cho nó chết luôn đi. Hàng hộ tao vậy. Bỏ rồi. À, 4 nước bài không đánh. Mẹ một tít luôn được. À? Cần thôi. Cần. Liêng cơ. Bỏ rồi, ăn đi. Đúng rồi đấy. Thằng này tỉnh đấy. Ai, xem. Thầy ba gì. Ăn đi cần. Mẹ ăn có làm mỡ rồi. Rưỡi. Củ gà chưa? Thằng cha này đánh chắc mà, tao biết ngay mà. Có bây.
chia mẹ luôn đi cũng được, cần thì óc phải cúp. Đủ gà chưa? Đủ rồi, mà đang đỏ mẹ mà đi luôn 2 triệu để sắp tiền cái này. Không cầm về nhá. Không cầm về. Tiền mà má này cầm về. Đi không cầm về đấy. 2 còn 2. Một đi không trở về đấy. 2 còn 2. 2 còn 2. 2 còn 2. 4 triệu cân à? Ừ. Ui. Vẫn cứ như hồi nãy thêm 5. Trời ơi, 1 tỷ. Thêm 5 cơ. Thêm 5 đúng không? Là mấy là cân? Mấy triệu là cân? 7 triệu. Tại ra để nguyên đấy nhá. 7 triệu cơ. Đọc nữa. Cân 1 này, 2, 3, 4, 5 này. Còn lại 5. 7 triệu cân. À 7 triệu cân à? 6 này, 7 này. 1, 2, 3, 4. 10 triệu cân, cân luôn. Còn 5. 10 triệu sao mà hết tội được. Đúng rồi, tôi đuổi 2 triệu từ trước cân. Ô bài tôi ông lấp lên 2 triệu đi. Thế mày có quá tiền là mượn luôn đi. 7 triệu với cân, mày 7 triệu với cân. Mượn thêm tiền đi. Cân này. 2 3 7 triệu với cân đấy. 6 7 7 triệu là cân rồi. 8 9 10 ván này tao cày đấy, ván này tao cày mày đấy. Đấy mày cứ đánh đi. Ván này tao cày đấy. Mày đánh mày cày đấy. Không phải mấy cây gì cả. 2 ván này tao cày đấy. Mày nhảy vào bắt làm. 1 này, 2 này, 3, 4 này, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 này. Thêm cho mày 5 triệu nữa thì tao sẽ thêm thêm. Tao nữa. Bỏ, đen lên. Cái đéo gì mà bỏ đấy. Từ từ nhá, bán bài này khoan, từ từ nhá, tất cả bỏ hết rồi đúng không? Đúng rồi, bỏ cũng còn vào. 2, 3, 4, 5, tao lại thêm cho mày 10 triệu nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vừa tròn 10 nữa. Ăn luôn đi. 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 này. Thêm cho mày 10 nữa mẹ mày. 1, thêm 10 rồi đúng không? 3, 4, đúng rồi, thêm 10, 4 này, 5, 6, thêm cho mày 6 triệu nữa thôi. Chỗ tiền lẻ này. 5 triệu. Cần thôi, 1, 5 triệu rồi cần thôi. 1, 6 triệu, 1, 6 triệu. Cần thôi đúng không? 2, 3, 4, 5. 6 đấy, tôi cần cho ông ơi. Từ 6 triệu đúng không? Ừ. 6 triệu của mày đấy đúng không? Ừ. Từ nhá, 6 triệu này, 6 triệu đây này. Làm gì nữa? Ngả ra đi, cho mày tính sao? Cho mày 1 triệu. Cho mày 1 triệu. Tao mày chưa ngửa mà mày để. Quy cá át à? Quy cá át của mày như thế là to rồi à? Mẹ mày quy cá át át rồi mày. Quy cá át gặp nhau. Quy cá át to hơn át rồi đấy. Mẹ quy cá át rồi đấy. Mày cho lấy tiền tao, thằng này lấy đâu rồi? Tôi trả. Mẹ mày. Cái đoạn video vừa rồi ấy, tôi muốn nói với anh em một điều đó như này này. Chẳng cần cái đòn mẹ gì cao siêu cả. Đòn cao siêu bao nhiêu đi chăng nữa thì nó thật nó vẫn có cái động tác thừa và vẫn bị phát hiện thôi. Và cái cách đánh bài đơn giản và hiệu quả nhất trong khi đánh liêng ấy thì nói thật các bạn luôn là các bạn cứ nhìn thấy bài của đối phương là các bạn phang nó tẹt tầm luôn, đúng không ạ? Và để mà nhìn thấy bài đối phương một cách kín đáo nhất thì anh em nên sắm cho mình con kính gọi là kính áp tròng nhìn xuyên bài này. Về cái con kính áp tròng này khi mà đeo vào trong tròng mắt ấy thì bọn nó không thể phát hiện được là mình đang đeo kính. Cái thứ hai nữa là khi mà mình dùng cái kính này rồi thì bài nó giống y chang như bài ngoài chợ, tất cả các mẫu đều có. Và sau khi đeo kính vào mình nhìn rõ từng con từng chất luôn này. Đây, chỉ cần nhìn sau lưng con bài này mình nhìn thấy rõ. Ở đây là con quy bích này. Đấy. Đây là con 6 rô này. Đấy, đây là con 2 rô này. Thì khi mà người ta chia bài ra kiểu như này này. Đây, chỉ cần chia ra như này là mình nhìn thấy rõ từng con từng chất và biết ở đây là bao nhiêu điểm đấy. Quy này, 6 này, 2 này, 8 điểm này. Đấy, chia tiếp này. 1 này, 6 này. Áp này, đây là 8 điểm tiếp này, hai thằng này nó đấu với nhau này. Đấy là cái kính áp tròng. Đây, nó đựng trong hai cái lọ này có nước này và khi mình đeo vào trong tròng mắt ấy thì người ngoài nhìn vào là không thể biết được mình đang đeo kính. Đây là cái dòng sản phẩm cao cấp nhất và đánh bài là kín đáo nhất. Anh em nào cần tư vấn thì alo trực tiếp nhá.